Hello, đúng không? Tôi đang xin kính chào khách. Hôm nay là ngày 18 tháng 4 2020. Lần đầu tiên Thành Luân xin được gửi lời chào chúc sức khỏe đến toàn thể khách hàng. Hôm nay Thành Luân xin trân trọng gửi đến toàn thể khách hàng một bộ nội thất phòng khách, đó là bộ bàn ghế Minh Quốc Nghệ cột 12 gồm có 11 món, được đồ gỗ Thành Luân chúng tôi vừa hoàn thiện xong và hoàn thiện cuối cùng. Và sản phẩm trên Thành Luân đang trưng bày tại cơ sở 1 của Thành Luân, và bộ sản phẩm này đã có chủ nhân, đó chính là chị Võ Thị Bích Ngọc đến từ Lam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình. Và sau đây không để khách phải chờ đợi lâu nữa, chúng ta sẽ cùng với Thành Luân đi vào đường nét chi tiết của sản phẩm trên. Vâng, khi mời khách. Vâng, trên màn hình quý khách đang thấy đây là bộ bàn ghế Minh Quốc Nghệ cột 12 gồm có 11 món. Bộ sản phẩm trên Thành Luân chúng tôi làm theo đơn đặt hàng của chị Võ Thị Bích Ngọc ở Lam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình. Vâng, sau đây chúng ta sẽ cùng đi vào đường nét chi tiết của sản phẩm trên. Vâng, bộ này gồm có 11 món, gồm có một ghế dài và 4 chiếc ghế đơn. Một bàn lớn và một bàn đầu bàn. Đây, một đôn đầu bàn này to rộng bằng bàn. Đấy, cộng với 2 chiếc đôn trà và 2 chiếc đôn ngồi, tổng thể là 11 món, và chúng ta sẽ cùng đi vào đường nét chi tiết của bộ này. Trước khi đi vào chi tiết thì chúng tôi xin giới thiệu một chút về cái sản phẩm này. Bộ này cột 12 là chân 14 nhá. Cột 12 chân 14, hàng yếm cong, dạ cong, hàng chọn vân chọn gỗ đẹp từ A đến Z. Sản phẩm trên đường được chúng tôi trưng bày tại cơ sở của đồ gỗ Thành Luân, cơ sở 1 nằm tại đầu thôn Ngải Khê, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Và vẫn ở cái vị trí này thì hôm trước chúng tôi đã giới thiệu phần mộc. Ở cái vị trí này chúng tôi giới thiệu bộ này phần mộc. Đấy. Lúc còn để mộc, và hôm nay thì là hoàn thiện xong thì tôi lại giới thiệu tiếp tục ở lúc hoàn thiện xong. Bộ này là chúng tôi là bộ này Thành Luân chúng tôi là làm hoàn thiện full CPU, rất đẹp, rất đỉnh cao. Đây là hàng yếm cong, rất đỉnh cao đẳng cấp. Quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ với tôi theo 2 số điện thoại là 0967 110389 hoặc 0972 770888. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào đường nét chi tiết của chiếc đoạn đầu tiên, chiếc ghế dài. Chiếc ghế dài này có kích thước là 2m2 và toàn bộ là ván mặt là dày 2 phân, khuôn mặt dày 4 phân, yếm dạ cong, và đường led trên bộ bàn ghế này được đục chạm thủ công bằng tay. Riêng cái tầng trên là đục chạm thủ công bằng tay 100%, trương liền vách liền. Phần trương này đây, quý khách có thể thấy nhìn được cái vân gỗ này. Và đường nét thì chúng tôi là không cần phải giới thiệu nhiều, bởi vì đường nét đây chúng tôi là đục thủ công bằng tay. Và cái mẫu dáng nghe của Thành Luân chúng tôi nó là cái dáng nghe sở trường, và từ xưa đến nay chúng tôi đã cho ra mắt tung ra thị trường rất là nhiều, và đã bàn giao cho rất nhiều các khách hàng ở trên mọi miền tổ quốc và các cái sản phẩm mình cũng nghe như này. Đấy. Và toàn bộ cần phần vách tựa. Về phần vân thì chúng tôi không cần phải giới thiệu nhiều. Phần vân thì chắc chắn là khi chúng tôi đưa máy đến đâu quý khách có thể nhìn thấy đến đó, nhận thấy được. Vách tựa chúng tôi làm dày 4 phân, dày 4 phân đục thủ công bằng tay. Đục từng cúc trúc mai, và ở giữa chúng tôi là đục hoa sen, đục khóm sen rất chi là đẹp, rất chi là đặc sắc, đặc cấp. Cái tùng. Vân gỗ hoàn toàn là vân gỗ tự nhiên nhé mọi người. Vân gỗ tự nhiên 100%, vân gỗ do thiên nhiên ban tặng. Thiên nhiên và tặng cái phần tay nghề này. Đấy, chúng tôi làm một cái dáng rất chi là đẹp luôn. Đấy, cái dáng thì khách có thể nhìn thấy cái yếm, cái dạ của chúng tôi làm dạ cong này, chân này, chân vuông 14 nhá. Mọi người nhá. Chân thì chân vuông 14. Đấy, cột 12 nhưng mà chân 14 thì cái dáng ghế nó tất nhiên nó sẽ đẹp hơn cái hàng thông thường là cột 12 chân 12. Rất đẹp. Đấy. Và cái phần mặt ghế khách có thể thấy đây. Vân rất đẹp luôn. Riêng cơ sở đồ gỗ Thành Luân chúng tôi là một cơ sở chuyên làm về các sản phẩm gỗ mun, nên thì chúng tôi là làm các cái chọn cái thanh gỗ nó rất chi là đẹp, và mun 100% là mun của Lào. Đấy, không lẫn một cái thứ gỗ mun nào khác, mà hiện tại ngoài trời đang đổ mưa nên là chúng tôi đang vẫn quay. Đấy, riêng cái sản phẩm của Thành Luân chúng tôi là không sợ mưa nắng. Đấy, mưa nắng là không sợ, bất kể không sợ vấn đề gì về mưa nắng. Cái phần trương này đục rất kỹ luôn. Mọi người hãy theo dõi hết video clip này và đừng quên đăng ký theo dõi kênh của đồ gỗ Thành Luân để liên tục nhận được các thông báo mới nhất về các sản phẩm của chúng tôi cập nhật hàng ngày. Và mỗi ngày chúng tôi là cập nhật rất nhiều các sản phẩm đẳng cấp và đỉnh cao ở trên kênh YouTube của đồ gỗ Thành Luân, và
fanpage Đồ Gỗ Thành Luân. Chúng tôi là fanpage Đồ Gỗ Thành Luân. Quý khách có thể lên Facebook gõ Đồ Gỗ Thành Luân hoặc truy cập website đogothanhluan.vn để theo dõi các hình ảnh sản phẩm chúng tôi cập nhật. Mỗi một clip này chúng tôi lại có một cái phần hình ảnh ở trên website, chúng tôi chụp chi tiết hình ảnh trên website đogothanhluan.vn. Mọi người hãy đăng ký kênh của Đồ Gỗ Thành Luân và truy cập website đogothanhluan.vn để theo dõi các sản phẩm đẳng cấp và đỉnh cao. Và tiếp nữa là chiếc bàn. Chiếc bàn này cũng rất to và dài. Bàn này vân ván mặt cũng là dày 2 phân. Vân gỗ chọn lọc rất chìa đẹp, vân gỗ là toàn bộ vân tự nhiên. Và cái phần yếm cong, cái phần dạ này, yếm này chúng tôi làm cong keo rất chìa đẹp. Mọi người có nhu cầu có thể liên hệ trực tiếp với Thành Luân chúng tôi. Và chúng ta sẽ cùng đi ra phía sau. Phía sau của bộ bàn ghế. Đây. Rất đẹp luôn. Cơ sở của Thành Luân tôi làm tại khu cây xăng Tân Dân, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Đấy, đầu thôn Ngải Khê, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên. Quý khách có thể hỏi cây xăng Tân Dân. Cây xăng Tân Dân là sẽ có người chỉ cho khách. Và cái sản phẩm của Đồ Gỗ Thành Luân tôi là 100% là vân hoa tự nhiên nhé, không vẽ vân, nói không vẽ vân nhé. Hàng của tôi là không vẽ vân. Vâng, thay mặt Đồ Gỗ Thành Luân xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm theo dõi và ủng hộ tôi trong suốt thời gian qua. Tôi xin tạm dừng video clip tại đây. Và mọi người yêu quý Đồ Gỗ Thành Luân thì cho chúng tôi một like, một share và đăng ký kênh và truy cập website đogothanhluan.vn để theo dõi các sản phẩm mà chúng tôi cập nhật hàng ngày. Xin tạm dừng video clip tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các khách trong những video clip tiếp theo.